cầm cái bảng mô tô nè, xe yêu thích của anh Tiến Luật. Gì vậy? Ủa gì vậy? Dạ, em có hứa là khi nào mà chị Trang không mua cho anh á, chị Trang thất hứa với anh á, thì em sẽ mua cho anh. Giờ chú có mấy đứa em cũng thương chú lắm, như Bình Phương rồi, có hứa nó mua cho tôi rồi. Có người chắc chắn cao rồi, anh không hứa rồi mà. Đúng rồi, hứa rồi. Chào khán giả, cái Phương em hứa gì em nói lại cho rau hai nghe em Phương. Dạ, em có hứa là khi nào mà chị Trang mà không mua cho anh á, chị Trang thất hứa với anh á, thì em sẽ mua cho anh. Có sao mà yếu vậy, nó yếu vậy. Thì đó, thì đợi chừng nào mà chị Trang mà kiểu mà sống lỗi với chồng á, thì không mua cho chồng á, thì em đứng ra em mua. Dạ. Phương ơi, em tưởng đâu là em nói vậy em thích chị là chị sẽ không dám sống lỗi với anh Luật hả em? Chị sẵn sàng sống lỗi với anh Luật để chị không tốn tiền để em mua tặng cho Luật cái ô tô á em. Dạ thôi chị, thôi đâu gì để nói rồi chị thôi. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Cảm giác là mình luôn ngày hôm nay lên chuyến xe này giống như là bị gài, đúng không? Là bị gài như thế, đúng không? Bộ cái xe này cao hơn cái xe này quá trời ha. Mô tô nè kìa. Em bạn cầm cái bảng mô tô nè, xe yêu thích của anh Tiến Luật kìa. What? Nó cà khịa tôi kìa trời. Trời ơi. Tôi hận em. Xe nó cũng được kìa. Ông bà khán giả. Mô tô nè. Mô tô nè. Thích chưa anh Tiến Luật? Trời. Ok, em rất là ba gai luôn á. Ủa ông tài xế không mới ba gai nè, ông viết cho bằng được cái gì. Rồi, cả nhà chúng ta tiếp tục ngồi xuống để xem cái này, xem cái bức tranh của mấy bạn xíu nha. Ờ, bạn bền sức quá. Ủa, xe mô tô nào, con không thấy xe mô tô nào đâu. Xe mô tô lớn rồi, anh quay clip đi. Chưa biết bằng quá, bây giờ dưới nó có nhà mô tô nè. Chưa anh tiếng gì thấy gì. Mở khẩu trang em ơi. Mở khẩu trang các bạn ơi. Ai thấy vậy? Cuối năm tôi mua xe rồi. Cuối năm nay tôi có xe rồi. Ông có gì ghê. Cà khịa mà có đầu tư dễ sợ luôn á. Dí heo cho bằng được. Tại vì nhau nha. Rồi cả nhà ơi, đây là hai. Chúng ta quay trở lại với lại đau lớn thiệt chứ. Mọi người thấy đó, khán giả của Luật mà dí theo xe quảng bá của đoàn phim để mà truyền cái thông điệp luôn á, mà vợ Luật vẫn kiểu giống như là không có quan tâm tới. Nhưng mà không sao, vì bên cạnh Luật lúc nào cũng có một người em rất là thương Luật. Có một người em rất là thương Luật là Quỳnh Phương. Một người em lúc nào cũng thương Luật hết. Luật biết là em của Luật sẽ không làm Luật thất vọng, đúng không? Phương nói có 100 mấy triệu à, nó nói cuối năm nó tặng anh đó. Ok, nó tặng thì em lấy à. Nó tặng 50 em phải. Nó tặng 50 em phải cho anh 50. Em cho 30 cho thôi, Phương nó cho 70. 30% rồi, nếu xe đó 200 triệu có không? Nếu mà ngon thì 200 mấy. 200 mấy cho 30%. Nhưng mà giấy điều kiện nó không anh em mà mấy chị có tính toán gì? Sao nói không dám nhìn mặt nhau vậy?
Mọi người ơi, 29 tháng 7 này là chính thức ra mắt phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi. Mọi người hãy đến rạp và ủng hộ cho đoàn làm phim nói chung và ủng hộ cho Tiến Luật nói riêng nha mọi người. Nhớ nha, 29 tháng 7. Và sẽ có suất chiếu sớm vào ngày 28 tháng 7 vào lúc 18 giờ nha mọi người. 28 tháng 7 lúc 18 giờ có suất chiếu sớm nha. Dân Chơi Không Sợ Con Rơi. Các cô chú ơi. Sao con? Các cô chú ơi, nhớ ra rạp xem phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi để ủng hộ con và cô Thu Trang và Cha Quân nha. Cảm ơn mọi người. Cặp cú, cặp cú. Có hai cho con ta giữa trời đất mênh mông bao la, chỉ cần có gặp tôi nha, tôi nói thẳng với anh Thỏ là ngày xưa mẹ mày bỏ mày. Người ta có quyền có thế, sao mà anh đấu nổi. Còn mãi trên qua vai diễn đầu tiên của anh đó, có sự nghiệp lại giữ được bé Thỏ nha ông Quân. Mai là thằng giàu nó biết coi em, nó không biết thì sao? Ẩu tả riết rồi quen. Wow, anh trai, em không ngờ anh ở nhờ mà anh chồng mẹ vậy đó anh trai.